Đây là phòng Trình Quốc Thư. Trước năm 1975, nhiều nước có đại sứ quán tại Sài Gòn. Các đại sứ đến đây trình ủy nhiệm thư cho Tổng thống. Nội thất căn phòng do họa sĩ Nguyễn Văn Minh thực hiện theo phong cách Nhật. Kỹ thuật sơn mài độc đáo, nổi bật là bức tranh Bình Ngô Đại Cáo, gồm 40 miếng nhỏ ghép lại, miêu tả cảnh sống thanh bình của người dân Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 15. Trung tâm là hình ảnh vua Lê Lợi trong lễ tuyên bố chiến thắng quân Minh. Dọc theo hai bên đường là 8 ngọn đuốc tượng trưng được thắp sáng lên trong nghi lễ ngoại giao. 11:30 ngày 18 tháng 4 năm 1975 diễn ra buổi nhận ủy nhiệm thư cuối cùng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản. Đây là phòng Trình Quốc Thư của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Phòng Trình Quốc Thư này có bức tranh Bình Ngô Đại Cáo. Bức tranh này nói về cuộc sống của người dân Việt Nam vào thế kỷ thứ 15. Có cảnh Lê Lợi tuyên bố chiến thắng quân Minh. Bức tranh này được ghép từ nhiều bức tranh nhỏ khác nhau. Đây là phòng Trình Quốc Thư.